Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Cơm Việt Cali.com, cơm phần 3 món, ăn ngon nhớ hoài, 714-989-9911 và 714-548-1823. Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura, 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693, chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế, 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm, 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Thị trường tài chính ngày hôm nay diễn biến như thế nào sau khi bắt đầu từ ngày thứ hai một loạt các công ty và bao gồm Netflix ngày hôm qua xuống tới 10%, mặc dù đã nghe được anh Tuấn giới thiệu về Amazon Prime và Netflix, nhưng mà dường như trong cái phần giới thiệu của anh Tuấn, người ta thấy rằng anh Tuấn hơi nghiêng về Amazon Prime quá. Chắc có lẽ vì thế mà Netflix bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay cũng có một bản tin về Netflix sẽ chuẩn bị tăng giá tiền, tăng nữa. Dạ vâng, tăng nữa. Đó. Có thêm những cái dịch vụ mới, nhưng mà chúng tôi sẽ tường trình với quý vị sau phần tin tài chính. Dạ vâng. Nhưng mà việc mà Netflix tăng như vậy đó, rất nhiều người ngày hôm nay trên trang mạng xã hội người ta đã phản đối. Tại vì cứ tăng trong vòng 2 năm vừa qua đã tăng từ 7 đồng, 8 đồng lên 9 đồng, hôm nay tới 10 đồng hoặc là hơn nữa, thưa quý vị. Trong khi đó, như anh Tuấn đã sử dụng mà Amazon Prime thì vừa được gửi hàng miễn phí và vượt được xem những cái phim TV, và thậm chí sắp tới đây đã Amazon còn dự tính bỏ ra cả bao nhiêu triệu đô la để làm những cái tập phim như là Netflix đã làm. Bây giờ trong tương lai đó, không phải là các hãng phim ở Hollywood nữa, mà các công ty chuyên nghề gửi hàng, thưa quý vị, cũng tổ chức để bỏ vốn liếng ra để tự họ làm những cái tập truyện truyền hình. Và ngày hôm qua Netflix tuyên bố họ lời, họ có lời, nhưng mà giới đầu tư thấy rằng cái lời này nó không đúng nhiều như mà họ trông đợi. Chính vì thế Netflix giảm tới 10%, nhiều lắm. Những người nào ôm cổ phiếu Netflix thì đau đầu lắm ngày hôm qua. Thị trường ngày hôm nay, thưa quý vị, với giá dầu tăng 1.7 đồng, đa số các cổ phiếu liên quan đến ngày khai thác dầu hỏa đều tăng lên. Dầu lên được 1.7 đồng ở mức 41.48 đồng. Một điểm đặc biệt là ngày hôm nay Dow Jones lên, S&P 500 lên và Nasdaq thì đi ngược lại xuống 10 điểm. Mặc dù thế, vàng lên được 20 đồng 30 sen. Dường như giới đầu tư bắt đầu lo ngại và họ cảm thấy rằng là có một cái bước cản nào đó đối với các đại công ty về ngành công nghệ. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì Yahoo chuyên về Internet và email, rồi Intel, quý vị biết những cái con chip điện toán CPU nằm trong những máy điện toán, thì có thể Intel sẽ bị tụt giảm ngày hôm nay. Lý do họ nói là trong thời gian qua những cái máy khổng lồ, mình gọi là khổng lồ đó thưa quý vị, là desktop á, mặc dù gọi là để trên desktop, để trên bàn, nhưng mà thật sự để dưới chân chúng ta, đa số là các công ty sử dụng nhiều. Nhà thì bây giờ họ nói rằng là cái nhu cầu để mua desktop càng ngày càng yếu đi, ngoại trừ những em mà chơi game phải có những cái video card thật mạnh, những cái CPU thật nhanh, SSD phải có hard disk chạy thật nhanh, lúc đó thì các em mới sử dụng. Còn đa số những người bình thường như quý vị ở đây thì chúng ta có một cái tablet hoặc là thậm chí iPhone là đủ rồi, không cần cái máy cồng kềnh nữa, cồng kềnh ở trong office thôi. Chính vì thế Intel có thể bị ảnh hưởng ngày hôm nay. Dow Jones lên được 66 điểm và S&P 500 lên được 6 điểm, đó là tình hình ngày nay. Chưa biết được sẽ đi xuống hay đi lên vào 1 giờ California, tức là giờ đóng cửa, và trong tuần lễ này sẽ còn tiếp tục các công ty về công nghệ kỹ nghệ khác sẽ công bố về lợi nhuận của họ.
Netflix diễn biến như thế nào hả anh Tuấn? Dạ vâng, trong một bản thông báo mới đây vào sáng ngày hôm nay của CEO của Netflix cho biết là khi mà lượng cổ phiếu của Netflix đang chuẩn bị giảm như vậy, nhưng mà cùng với việc Netflix đầu tư với những cái hãng phim, Netflix tự sản xuất phim ảnh để tự chiếu cho những người đam mê phim ảnh, thì người ta đã tăng giá của Netflix lên. Mặc dù ngay từ bây giờ chưa có con số chính thức, nhưng mà những dự báo cho biết là con số này sẽ tăng lên khoảng từ 8 đồng lên 9 đồng và cái gói plan cao nhất là từ 12 đồng lên hơn 12 đồng, tức khoảng 13 hoặc 14 đồng. Tin tức cũng cho biết là kèm theo những dịch vụ đó thì Netflix sẽ có thể cho phép người dùng có thể tải phim về máy để có thể xem mà không cần dùng Internet. Trong một diễn biến khác thì những người yêu thích phim ảnh trên các trang mạng xã hội đã phản đối Netflix, tại vì từ năm 2011 cho tới tận bây giờ, người ta thấy là Netflix đã tăng tới 60% cái giá tiền mà người ta dành cho những người đam mê phim ảnh. Trong cùng lúc đó thì CEO của Netflix cho biết là giá tiền sẽ không có tăng ngay từ bây giờ mà sẽ ảnh hưởng đến những người xem phim vào tháng 5 sắp tới. Và thưa quý vị, hôm qua tình cờ tôi thường cứ hay mở cái phone ra để theo dõi tin tức cập nhật Breaking News, thì thấy có một cái tên của người Việt Nam, Việt Thanh Nguyễn, và đi đằng sau là một cái dòng tựa mà tôi hết hồn, bởi vì theo dõi từ lâu xưa nay đến giờ, cái tên đa số là tên ngoại quốc đoạt giải Pulitzer. Ông Pulitzer là một người trong ngành báo chí, là một người gốc Hung Gia Lợi, thưa quý vị. Thế nhưng khi mà ông sang Mỹ và ông tỷ phú nhờ ngành báo chí, từ đó ông đặt ra tương tự như ông Nobel vậy đó, một nhà nghiên cứu về khoa học, thế nhưng làm giàu lên trong các ngành kỹ nghệ. Và từ đó, bởi vì có những cái lòng thương hại đối với những cái việc mà sản xuất bom hay là những cái việc mà vũ khí phá hoại thế giới, ông đặt ra giải Nobel để kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến hòa bình. Pulitzer cũng thế, giàu có và trong ngành báo chí thì có thể nói rằng là một cái giải Oscar hàng năm được trao. Cái trị giá nó chẳng bao nhiêu cả, cái trị giá khoảng 10.000 Mỹ Kim cho một thể loại, trong đó kể cả ngành báo chí là quan trọng nhất. Những bài viết tường trình, những cái bài báo từ truyền hình đến radio và ngành viết lách. Và về văn chương cũng thế, Pulitzer cũng dành cho văn chương, trong đó có văn chương tiểu thuyết và đặc biệt một cuốn novel của giáo sư Nguyễn Thanh Việt. Đây là giáo sư Nguyễn Thanh Việt, có thể nói một người rất trẻ, sinh năm 1971 ở Buôn Mê Thuột. Ông cùng gia đình rời bỏ miền Nam sau khi Cộng sản tiến vào miền Nam, và năm 1975 đã settle, tức là đến chọn San Jose để cư ngụ. Và từ San Jose, ông có thể nói rằng sau khi tốt nghiệp trung học đó, ông đi tìm trường đại học. Và quý vị có thể tưởng tượng không? Đa số những người Việt Nam học ở UC Riverside đó là cũng hãnh diện lắm, bởi vì biết được giáo sư Nguyễn Thanh Việt là ra từ UC Riverside. Nhưng mà sau đó thì ông nói rằng mình đi theo ngành viết lách. Ngay từ nhỏ mà ông đã về viết rồi và nghiên cứu về Anh ngữ. Và từ đó đến UC Berkeley nè quý vị nhé, rồi UCLA, và tốt nghiệp một lúc hai bằng cử nhân. Một bằng là bằng về Anh ngữ học, English Study. Ngành thứ nhì là ngành chủng tộc học, Ethnic Study. Với hai bằng cử nhân này, ông nói ông chưa thỏa mãn và tiếp tục theo học sang cao học. Rồi cuối cùng có bằng tiến sĩ về Anh ngữ học. Và giáo sư Nguyễn Thanh Việt trong thời gian qua đã viết lách rất nhiều, và một cuốn sách tiểu thuyết đầu tay của ông mang tên The Sympathizer, một người có cảm tình. Nhưng mà thường đó, cái chữ sympathizer đó, Anh ngữ họ sử dụng đó là nhắm đến những kẻ thân cận. Yeah. Và nhất là đối với người Mỹ, cái thời kỳ có cái thời gian mà chỉ trích những cái người thành viên của Hollywood đó, yeah, là đã thân cận, họ dùng những mày có phải là kẻ sympathizer,
communist sympathizer hay không. Cho nên cái chữ là... sympathizer đó là đa số là cái tiếng xấu dùng cho những kẻ mà theo cộng sản. Cái cộng sản. Cái tiếng Việt của từ đó có phải là cái từ gọi là đảng viên, cảm tình viên phải không ạ? Cảm tình viên. Cảm tình viên. Cái chữ cảm tình viên nó không đủ nói về cái chữ sympathizer này. Yeah. Tức là mình là một người sống ở đất nước tự do, nhưng mà mình lại thấy giống như là Jane Fonda ngày xưa là một sympathizer. Jane Fonda đã về Hà Nội và ngồi trên chiếc xe tăng chụp hình với những anh bộ đội cộng sản. Và sau này bà lấy làm hối tiếc vô cùng, bởi vì bà đóng góp cho cái việc mà chiến tranh phản chiến ở nước Mỹ này. Ở nước Mỹ này cũng có nhiều người sympathizer, cảm tình viên với cộng sản. Họ nghĩ mà ngay bây giờ đó, ông Bernie Sanders, một người chủ nghĩa xã hội đó, chắc ông cũng có cảm tình với những người theo cộng sản, bởi vì chủ nghĩa xã hội với cộng sản nó cũng gần như là một Marxist này nọ ra. Thì The Sympathizer, cuốn sách này viết là gì mà họ không thể kể hết cho mình nghe được, thì hôm qua tôi mới ngồi tôi xem sơ thôi. Thì nghĩa là họ chỉ nói sơ sơ về cuốn sách thôi, còn cái thực sự đó mình phải có trong tay cuốn sách, mình đọc thật kỹ mình mới biết được. The Sympathizer, đọc cả, ngay cả cái tựa đề, cái hình, quý vị cũng thấy không? Là cái nền đỏ, rồi The Sympathizer là màu vàng, giống như là quốc kỳ của cộng sản. Cộng sản đó, cờ đỏ sao vàng vậy. Thế nhưng, những người họ nói đó, phải đọc cuốn này mới hiểu được là chủ đích của tác giả Nguyễn Thanh Việt muốn nhắm vào đâu. Họ chỉ nói sơ, nhân vật trong này là gì? Nhân vật trong này là một người cộng sản. Nằm vùng ở miền Nam Việt Nam. Đây tất cả là tiểu thuyết nha quý vị, không phải là có thật. Nhưng mà có thể là dựa vào trên những dữ kiện có thật, tức là diễn biến lịch sử có thật. Nhưng mà mình không biết thôi, những người mình không biết, nhưng mà cái chuyện mà đây là, có thật đây đó. Là chuyện tiểu thuyết, nhưng mà thường đó tiểu thuyết nói lên một nhân vật không có thật lật ra, nhưng mà đôi khi dựa trên những nền tảng về lịch sử và cái facts á, những cái dữ kiện là có thật. Chẳng hạn như là những dữ kiện như là 75 sụp đổ, rồi những người theo quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị học tập, bị đi cải tạo, đi lao động khổ sai, hoặc là cái làn sóng người tị nạn rời sang Mỹ rất là, đó là tất cả là facts. Thì nó kèm vào trong cái cuốn tiểu thuyết này về một nhân vật hư cấu, nhưng mà nhân vật này lại là thân cộng sản và là nằm vùng làm việc trong quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 75, ông đã được lệnh từ Sài Gòn sang miền Nam California, bởi vì lúc đó đó làn sóng tị nạn của người Việt là tập trung ở miền Nam California từ trại Camp Pendleton để đến Westminster và từ đó. Nhưng mà cái diễn biến về sau đó đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, và ngay lập tức chúng tôi đã order cuốn sách này rồi trên Amazon. Hồi nãy hình ảnh quý vị theo dõi đó là cũng là từ những cái cuộc phỏng vấn, và trong thời gian qua khi mà ra mắt đó, ông đã đến các nhà sách để mà ông đọc những cái cuốn những cái chuyện này ra, đọc một phần cho mọi người nghe. Ông không đọc hết, đọc một hai chapter, nhưng mà để cho một hình thức ra mắt sách của người Mỹ đó. Và nhìn vào ở dưới bên dưới thì chúng ta thấy là đa số là người cao niên. Những người này có thể đã từng là cựu chiến binh ở Mỹ trước đây đi tham gia chiến tranh Việt Nam, hoặc là những người Mỹ muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam trước đây qua một nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết này. Ông không hề nói tên của cái người này là ai. Nhưng mà ông viết, ông nói đó, cái nhân vật hư cấu này, ông nhìn vào cái nhân vật hư cấu này để cho thấy rằng là cái người này có thể thôi, bởi vì chúng tôi phải đọc xem sách này, là một dầu là người thân cộng, nhưng mà sau khi nhìn thấy cái tự do của nước Mỹ thì có thể đã thay đổi tư tưởng. Anh hay quá, anh bây giờ anh có thể đoán được kết cục của đó đó thì đã thay đổi từ từ thì cái đó là tôi đoán là như vậy thôi. Bởi vì ông nói đó, cái cuốn tiểu thuyết này nó không có gì gọi là ghê gớm về chiến tranh Việt Nam hết trơn á, nhưng mà nó viết theo một cái lối văn châm biếm, tức là chỉ trích những gì mà anh nghĩ không phải là như thế đâu. Thì chúng tôi phải chờ đọc xong cuốn tiểu thuyết này và sẽ đưa ra cái lời nhận định để xem cuốn tiểu thuyết này thực sự nó là nhân vật như thế nào. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể lên Amazon hoặc là khắp nơi để mua cuốn sách này, vẫn còn là bìa cứng. Đây là một cái điểm rất là hay, bởi vì cuốn sách mới ra thôi cho nên còn bìa cứng nên quý vị nên mua. Còn khi mà ra paperback rồi đó thì bìa mềm thì đôi khi không có
đẹp. Với lại bìa cứng quý vị, nếu mà gặp được ông giáo sư Nguyễn Thanh Việt đó, mình xin chữ ký đó, rất là độc đáo. Chúng tôi chờ đọc cuốn sách này xem để rồi gửi đến quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến thêm quý vị các phần tin tức ngày hôm nay quý vị nhé.